Hello mọi người, hôm nay là thứ sáu, ngày 18. Hôm nay mình được nghỉ từ lễ mới Chun Tết. Hôm nay trời rất nóng, mình đi ăn bún bò Huế Nam Giao ha. Đó, bún bò Huế Nam Giao thì bán bún bò. Cái này bún bò với lại miếng quảng còn ngon lắm. Đều cảnh nào sai của quán ha. Đó, có chị chủ rất là dễ thương, rất là tốt, đồ ăn ok. Nó không có bột ngọt đồ. Đây bên trong quán. Đó, quý vị ơi, mình đi ăn nó với Steven. Có mấy chiếc xe đạp đẹp đó. Bún bò Huế Nam Giao đặc biệt. Hôm nay trời rất là nóng chị quý vị ơi, 99 độ. Ăn bún bò chắc cũng nóng lắm. Ăn toát mồ hôi luôn á. Ok, tí nữa mình ăn mình quay thêm. Rồi bye. Đó, hello quý vị, đây là tô bún bò của Nam Giao. Nhìn chắc được không quý vị đó? Có phải hát kia đi nói sao con? Bò bắp bò huyết chả, gân, đây là rau. Đây là mình hôm nay mình ăn mì quảng tại nó hơi nóng. Đó, chắc phải xin rau. Bún bò tô này có giá khoảng 13 đồng mấy, 14 đồng gì đó. Mới phới với anh coi ăn thôi. Có gì không? Biết đặc biệt ở đây là như không có bột ngọt, mình không có thích quán nào mà có bột ngọt, ăn khát nước rồi, nhức đầu khát nước luôn, ăn lạt lẽo được rồi, mặn của mình không thích, ngọt cũng không thích, đó, lạt lẽo bún bò đó ăn đi quý vị, đó, bún đó, ok, thôi đây là mì quảng nha, các bạn bún bò, ok, giò chả hả, cái bún bò này bón cái gì, bò chả. Quảng nhiều loại ớt, những cái quán này design của thầy là đỏ rồi, ớt vàng quá trời, ớt cay luôn á, vì đã cay thì có ớt. Nhưng mà cái kiểu nó design á, anh thấy không, ớt vàng quá, mai mốt nó đâu có được ngồi ở ngoài nữa đâu, ngoài là parking của người ta không. Thì quảng thôi, mình chuẩn bị ăn đây nha. Đó quý vị, mình đang ăn gần nửa tô mì quảng rồi, cũng ngon lắm. Đây là món chả giò lên. Đây là món chả giò nữa cho em bé ăn. Mình sẽ ăn bánh bèo mà hôm nay no quá, sáng ăn không được nhiều. Ăn theo mà ăn cũng gần hết luôn. Đó, bún bò. Mì quảng. Đây là bún bò. Mình thích nhiều rau quý vị ơi. Rau này hơi cũng hơi ít. Mà không thấy cô chủ đâu, hơi buồn nha. Cô chủ hướng mình ra đây cho chơi với mình mà tôi thấy ra. Người Huế, ok quý chị ơi, cô Bình có coi thì có ra nha, à, cho cái trái này ngon lắm, rồi bài thêm một tô bún bò Huế nữa đó quý vị, gân nạm đồ tùm lum hết đó, rất là chất lượng ha, ăn là no luôn á, rất là hấp dẫn nha các bạn, anh ăn đi ăn, xin nước ớt rồi để lấy nữa. Đó, phải ăn ớt các quý vị. Ớt nào nhiều lại ớt lắm. Tu nhiều quá ta. Đó ớt này nữa. Này bỏ ớt dữ vậy con. Ôi dữ quá. Con này ngon. Sa tế luôn á. Thôi cho miếng sa tế luôn. Sa tế luôn. Các bạn coi là này ăn rất là cay nha các bạn. Cay lắm á. Đủ rồi. Có nước mắm không ấy, nước mắm không? Ôi trời ơi. Ôi trời. Kinh khủng quá. Ủa men này ăn ớt còn nhiều hơn Colorman nữa. Đây các bạn. Kinh khủng này. Ngon lắm. Các bạn thấy không? Ớt ngon. Nước mắm gì không ăn? Cho đậm đà. Nước mắm không? Thôi nước mắm, Thôi nước mắm là quá ngon. Bữa nay tôi thử được cái này là một người hồi xưa ăn vậy á. Thiệt. Hồi xưa ăn vậy. Mình biết coi cái cấp này cay chỗ nào. Trời ơi, hấp mùi miếng ớt. Nước. Thiệt. Trời ơi, hấp mùi miếng ớt luôn các bạn ơi. Khủng thiệt. Anh này ăn cay rất là dữ. Người ta nói ăn cay hay ghen dữ lắm hả anh? Ghen không? Anh có ghen không? Không có ghen gì hết. Không. Anh đâu có ghen gì các bạn. Cây ăn chanh rồi đó, mình chỉ ăn rau thôi chứ ớt nhiều ăn vô nóng đít, nóng đít không nhiều khi cũng không tốt cho sức khỏe đâu, đỏ lòm luôn rồi. Đó tôi nói cho anh nghe, bị đỏ luôn rồi. Nó ăn rau hả anh? Chút xíu ăn rau, rau chanh đồ vô chứ quá ngon. Quá ngon hả? Được hả? Cái này quá ngon.
ngon hơn An Nam. An Nam ngon hơn An Nam. Mà đặc biệt ở đây thì không có bột ngọt nha. Cái hồi nữa không có bị khát nước. Rồng cua nâu. Đi qua Hàn Quốc á, cay hơn cái này nữa. Ghê, ở Hàn Quốc là chiên bông ăn cay luôn. Ồ, dưới Hàn Quốc hai người ăn cay mà. Ghê thiệt. Hôm nay trời nóng ăn cay là mồ hôi sẽ chảy vơi vã, dơ dã luôn á. Nói vô không nổi. Ngon ngon quá. Ok. Hai người quay đó, quay quán chút nữa. Nữa. Được chưa rồi. Lấy cái đũa khác anh. Ồ, cay quá các bạn ơi. Đó quý vị. Mình lật lại. Luôn anh này ăn là quá cay nữa, mới thêm một muỗng ớt nữa, coi cái tô của anh. Sao anh không ăn rau anh cho nó mát người? Bắt lắc ăn rau nữa không? Mình chỉ bỏ có một thìa đó mà bây giờ cái dầu anh nó anh gần nghĩ nãy giờ là 4 thìa rồi ha, 4 thìa ớt, thì ớt này nè, 4 thìa ớt. Mà không có ớt trái, còn thêm ớt gì nữa đây nữa nè. Bữa nay muốn quay phim là quay bí xà bự nhất á. Ớt nữa nè. Anh để em quay phim. Quyền lý sao là lát sai anh ăn hết. Ghê vậy hả? Ăn như vậy xỉu làm sao anh? Không có tốt cho sức khỏe. Đi bơ. Trời ơi. Đi bơ á. Bơ mình mẩy ghim hết á. Oh man. To kinh khủng thiệt đó. Quay sáng cho quý vị coi. Sợ không? Steven nó ăn có chút xíu thôi. Mình thích ăn rau thôi quý vị. Thật thà mình không thích ăn đâu. Ăn rau ăn cái gì cho nó no, bún rồi cho no. Quá cay các bạn ơi. Gần. Mình cũng ăn cay lắm nhưng mà không ăn cay đến nỗi này đâu. Cay quá các bạn. Gừng nè, gừng. Đây cool down. Cool down á, ăn rau vô cho cool down đi. Lấy lô. Ok. Hai cậu con mì đó. Sợ quá. Ok. Ok. Quý vị, hôm nay mình mang theo trái cây để ăn tráng miệng nè. Thì có trái măng cụt này, trái này mắc lắm quý vị. Trái này gần 18-20 đồng một pound. Tính một pound có 4 trái thì một trái này $5. Ăn vô đau lòng luôn á. Nhưng mà ăn nó rất ngon, ở đây thèm. Ở đây trái gì cũng có, chôm chôm thì rẻ rồi. Chôm chôm, ổi cốc, mận Việt Nam, đủ thứ trái, bòn bon gì cũng có. Sầu riêng xấu đi, sầu riêng Thái Lan, everything. Sao quý vị có tiền rồi, có trái gì cũng ăn được nha. Ở San Jose này gì cũng có cho quý vị ơi. Quý vị có tiền thôi. Có tiền thì ai cũng thích hết. Tiền thì ai cũng cưng chiều quý vị. Còn không tiền thì quý vị ở nhà ăn cơm nhà nha. Đó. Tí mình ăn trái cây. Ok, bye quý vị. Kết thúc bye. Chúc một ngày vui vẻ nha quý vị. Ăn uống, ăn chơi thứ sáu vui vẻ nha. Nóng bất nha. Tí mình đi coi đá banh đây quý vị ơi. Trời nóng coi đá banh. Mọi người đã ăn hết rồi nè. Vô coi đá banh hết á. Đó, coi anh kinh khủng. Giờ anh uống trà. Trà Long Tỉnh. Cay quá. Giờ Long Tỉnh cay. Ok. Đã coi đá banh rồi. Đá banh rồi. Đá banh rồi. England đánh rồi. Đó. Đi đâu? Hello mọi người. Hôm nay mình chơi cầu lông hả? Kinh khủng cái nhát nha. Đây rất là mát, đó, không tốn tiền, đây là hai cao thủ, và mình ăn được, đó, dở quá, tiếp, cứ quay tiếp, đó, dân cầu lông rất là mát mẻ, đó, bơi luôn, trong đây có hồ bơi nha quý vị, đó, quay đi, cao thủ nè, cao thủ nè, đó, không lớp nha. Ôi trời ơi, đánh vô từ. Này, đến đánh từ mạnh quá. Đó. Đó. Quý bạn là ít vô chơi, vô đây chơi với mình nha. Mình có cầu, có giật hết á. Ở chỗ Tinh Phong cái khác, đường nhảy bon San Jose nha. Quên luôn. Ôi. Để tìm kêu bài tiếp tục đầu nha. Đâu đi. Hay quá.
kêu. Cảm ơn quý vị. Chú này 80 tuổi đó, mà khỏe ghê không? Bước đến cầu lông phải không? Đó quý vị. À vô thích chơi đó. Rất là dữ dằn quý vị. 80 mà vẫn đô, vẫn khỏe mạnh như thường phải không? Đó, ai thích vô chơi chơi nha. Đó. Chú thử đánh thử coi. Đó. Ó. Giật giật chút đi. Đó, chú giờ hay ghê chưa? Quý vị. Đánh vậy là quá hay rồi. Đó. Hôm nay bắn không có ai á, chú kia thì mệt rồi. Ok, cảm ơn chú. Một mình nha, anh này không biết chơi. Cho mình toàn 10 cái là 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái các bạn ơi. 10, hay quá. 11, 12, phá kỷ lục thế giới luôn. 13 cái. Quá đã. Lại nữa nha, thôi bây giờ thêm 10 cái nữa đi. Tôi tiếp tục nha, 10 cái nữa. Cái hết sức nha quý vị. Dễ đâu, ai thích ra chơi thì chơi với mình nè. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 9, 10, à. Ok, đã được kỷ lục rồi, ok, bye quý vị. Ai thích các bạn. Bây giờ mình xuống bơi ha, tắm rửa cho mát. Hôm nay tập hơi lâu có hồ bơi. Ở 24. Đó, anh em bơi nóng lắm, hôm nay nóng. Nên nhiều người đi bơi. Rồi có sauna này nóng lắm nè. Đó, sauna nóng kinh khủng luôn. Vô đây là chảy mỡ tan mỡ hết. Đó quý vị rồi. Cái 24 Fitness này thì mình đi hồi xưa nó là Bali. Đi mười mấy năm rồi. Đó, có jacuzzi mà hôm nay nó đang thay nước hay gì á, nước sạch bơi cho mát, hôm nay nóng đó. Đó. Thì cái này nó không có sạch mà đẹp bằng mấy cái 24 Fitness Super Sport hơn, mấy cái kia thì nó mới hơn quý vị, nhưng mà tắm rửa thì cũng đầy đủ hết, nó chỉ thiếu cái steam room đó quý vị, quay đó. Hôm nay bơi tại trời, ngoài trời nóng lâu quá cũng chưa đi bơi. Còn muốn đi chỗ đẹp nhất á, của San Jose là Villa Sport. Cái đó 1 tháng tới 150 lần, 200 tới 150. Còn cái này từ 30 tới 50 một tháng rồi quý vị. Mình thì mình giá đặc biệt rẻ lắm, mình trả hàng năm không à. Đó, mình không bao giờ bỏ fitness á. Fitness, trainer, fit gym không bao giờ bỏ được. Tốt cho sức khỏe quý vị ơi, vô đây mát mẻ nữa. Không tốn tiền nhiều, à, tốt cho sức khỏe. Bơi xong về ăn rồi hết sảy nha quý vị. Ok bye.